Ôi Lên trời, lên nước đưa tôi đồ ăn. cay luôn à. Lon ngọt hơi xịn đấy. Ủa nó, cái này hồng hào nó ăn nhiều giờ mày đang thua luôn à. Rồi quất cái thịt sống nữa rồi. Vừa mới quăng vô nướng. Ham ham ăn. Hãy nướng chín cái ăn coi. Ôi, Thôi vậy trời tối luôn hay cái gì cơ? Em ăn mì ly đỡ quá. Ôi trời chiều anh chiều ơi. chiều. Ở đây ngồi với em anh Phương. Sao em đâu? Dạ. Phan đang cái đó. Ở đây ngồi báo là đây báo. Nào. Hồ chưa chín nữa bạn, gấp mình phải gấp. Làm tí nhạc không anh? Ở đây báo rồi. À, để đi nghiên cứu rồi coi coi ghế hơi bị chiến luôn bao. Ui ngồi cái ghế gì đỉnh vậy? Ừ, ghế đỉnh cao. Ôi rồi ngồi hơi bị im đít luôn ơi. Ơi kìa đâu kìa, ra kìa, bảo im đầu luôn rồi kìa. Ơi trời ơi trời 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 trời, nó chơi nguyên cái liên hoàn kìa. Liên hoàn, liên hoàn, lập liên luôn hả giờ? Liên hoàn, liên hoàn. Bảo bảo chơi bảo bảo gào á. Nó chơi mà full cầm bộ cái cúc luôn anh không đỡ được luôn. Nào báo lên đây nè, coi cái ghế hơi bị đỉnh luôn báo. Nào 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 nào. À vậy thôi. Ui thấy ghê. Nào ôi, ghế này hả? Nhóc cho nè. Dây nữa nè. Trời dây ơi vải cái bên ghế. đây nè. Em thấy ghế ghế hơi bị chiến không? Bạn nào muốn ngồi cái ghế này không? Hơi bị đỉnh luôn. Cái đỉnh của đỉnh. Hình như là kiểu mà cái phía sau này là nó làm bằng da người luôn báo. Đúng không? Mang da người. Nó lột da ra. Mấy cái chân ghế là nó làm bằng cái chân luôn bạn. Sai. Nó đến luôn. Dạ. Ôi đỡ nó đỡ combo á. Combo combo combo. Né. Né. Chơi quánh lén, chơi quánh lén. Có cái vũ khí trên tay nữa kìa. Cái lưỡi liềm anh, cái lưỡi liềm á. Đang dư xương nhiều quá anh ơi, có anh lại đây có gì chế giáp. Anh thấy chế giáp cũng vậy em ơi, cũng mắc hết. Để không, gần chế 10 giáp cuối. Tính ra được mà giáp tay nhiều giáp tay anh em thấy giáp nhiều xương quá đó. Đúng rồi nó quên cái cũng mất hết nó quên cái cũng mất hết rồi mà đỡ cái mất máu máu thì em uống thuốc với lại ăn vô chứ là anh chế cái giáp cùi nhất á à chế được full hả chế được chế được đầy cây giáp luôn nè thì được mà quá trời tiền em được. Thử đại cây giáp được xem như nào. Ôi đỡ. Ôi ơi 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 ơi. Combo combo combo. Trời làm sao để dùng cái đầu dùng cái đầu à, tới nữa kìa tới nữa kìa tới nữa kìa men men tới nữa kìa à, nhìn nó chết cái tướng nó bảo phải chọn 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 lì lì nhờ nhờ bốn quả. Wow, kiểu mà cái này cái sức anh hơi bị mạnh luôn bao chặt một phát là được. Em cũng nó khỏe từ từ lên anh đủ giấc ngủ là mạnh lắm. Ở trên đây có cái chạy, sao sập cái chạy bà cũng nhỏ rồi. Đây, đây. Anh thấy em anh thấy mặc cái gì không? Cái gì giáp xương hơn. Ủa em có mặc gì không sao em vừa mặc cái gì á? Anh thấy làm kiểu mà em quấn mấy cái xương vòng vòng người á. Đúng rồi. Làm nhớ xương xong để vòng vòng để dành cũng được. Anh cứ làm cho đầy cây đi anh em mình nhiều xương mà. Lo gì xương này kiếm dễ. Làm gần nửa cây cũng được. Với lại anh làm cái giáp lá cũng được đó. Em làm được 2, 4, 6, 6, 6 cây. Thấy sắp hết dây nè. Làm ba đúng rồi. À, dây quá trời đây nè. Hết dây nãy rồi. Em đầy dây. Nãy em đầy dây mà. Nè dây 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 dây. Từ từ để em lụm cho anh. Kìa. Dở lỡ nó, dở lỡ nè. Dở lại. Dở lộn kìa. Đâu. Dở lộn. 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 Rồi giết dở chặt xác. Chặt cái là nó đi luôn các bạn.
Rồi, giác sát này dưới. Vô đoàn tụ đi. Ui, nhỏ này có nguyên bộ giáp hay gì ta? Ở đâu? Trang sức. Làm sao lấy vứt cái mấy cái đồ trong người ra ta? Nhiều hơn quá nhiều. Không vứt được. Em có 2 lon nước, 2 lon canned food. Rồi, anh vượt 3 cái giáp xương rồi. Đi, anh em lại chơi đi. Đây rồi. Đây, let's go. Let's go, nãy giờ hơi lâu nè. Sao đi lại cái vị trí hang cái gì? Đi. Không chứ chưa đi anh ơi. Đi ngủ cũng được, đi ngủ cũng được. Sao sao lại đi lại chứ ý? Chứ cái nhiệm vụ á, cái nhiệm vụ một điểm á. Ờ hồi nãy cái đúng rồi, mình nãy mình đi cái chấm xanh mà. Chấm xanh hồi nãy mình đi cái nhiệm vụ, hồi nãy mình mới đi nhiệm vụ mà. Hồi nãy mình đi chấm xanh. Ở đây cái làng của dân đó nè. Con dân này nhìn ui, nhìn tiên tiến rồi đó. Nhìn có giáp có vũ khí luôn kìa. Nào, anh em cho giải giáo chết à. Đi giúp đó. Một chặt. Hai chặt. À quá. Bây giờ có thấy nguyên đám à? Là anh thấy mập nè. Ui giời. Này. Ui này. À chứ chứ có cái liệu anh ơi, chứ có liệu. Nghe tiếng nhỏ nào ơi. Không nghe tiếng thằng này à. Anh ơi, cái liệu anh ơi. Thôi. Ủa nó làm mấy con bay cái giáp hết trơn rồi. Chế tốc độ á. Ui có đạn, đạn 4.9. Sell đi đây, sell đây. Đấy, có chỗ sell đây luôn nè bố ơi. Có chỗ sell với em... chỗ ngủ đây luôn nè cái liều. Ngủ luôn giấc luôn cũng được anh. Ngủ luôn giấc được đó. Qua từ để anh em đi xung quanh đi, còn chưa chờ tối mà lo gì. Ủa được cái gì ta, cái đĩa em hay cái gì đó. Target. Cuộn giấy. Giấy gì to đấy. Thì thú dân nè, giết mấy thú dân liên quan đi chứ tránh hồn họa. Ủa à, vợ đó à, vợ là ghê vậy. Là Lacy là nhìn Lacy hấp vợ của thú dân luôn. Kìa bên kia có đó kìa, hình có cái làng của nó. Thôi đi ngủ đi, đi ngủ ngủ ơi. Hơi mệt rồi. Ngủ đi hay sao? Sao? Lộng Dượng ơi, bỏ ơi. Ủa? Bên đây nè, ngủ chung với ông này nè. Ông này nhìn thấy tự không ngủ đâu. Rồi em làm ly mì ly. Làm thịt bồ câu ơi. Rồi, đứng đây luôn cái... rồi bó, cho tiết kiệm. Tính ăn mì ly uống coca đúng không? Đúng rồi, ăn mì ly húp miếng nước đây. À, coca đầy cây á, để tiết kiệm đi. Đâu, làm lon mì ly rồi. Làm lon mì ly uống coca nó mới hợp chứ. Ừ. Rồi, ăn vô phát kiểu mà nó giật nước lên luôn á, mì ly này kiểu mà khô quá mày. Ờ, qua đây em xếp được chưa ta? Rồi, húp miếng nước suối vô mày. Cái đi suối. Đi lên được. Đi. Hồi đau bụng sắp mặt các bạn. Ui. Đó, nghe tiếng gì đó? Này đó gần. Wow, vô cái gừng này kiểu mà cây thay lá luôn à. Gừng vàng. Nè, quẹo trái. Đó nó lạc. Rồi đi tới mấy cái nhiệm vụ trước đúng không? Bắt tay rồi. Chúng mày nè. Rồi nè. Ủa sao không có gì ta? Ăn lại tí, sao gần lại tí. Đi lúc này. Rồi, tới rồi đó. Là quanh đây nè. Mà tất tiêu mình làm gì? Hay là nó có cái hang? Không, không phải, chắc cái này không phải cái hang đâu. Nó rồi. Khó là anh nghĩ đây ở chỗ cái thánh giá này nè, tại nãy mình mới lụm cái khăn cái lá vải đúng không? Ờ cái thánh giá hả? Hình như chỗ này đúng rồi. Rồi có gì được gì không mà
coi quỷ này mặc nó làm đồ gì đi. Cơ còn biết Kevin nó bị gì nữa, nó bị thằng này quánh anh. Dạ giờ đi cái biểu tượng thấy nó phê nó đó bằng pháp lên lên Phương, cái thấy biểu tượng cái hang gần bờ biển không, chỗ nhà mình cái hang nó không, cái đó qua nhà mình đâu, cái gần hang gần nhà mình đúng rồi, đúng rồi hang gần nhà mình đúng rồi. Không anh bật cái GPS anh đi lại gần đó, nó có cái tiếng chớp gì liên tục đó anh Phương. Đúng rồi cái gì? Đúng rồi đúng không? Anh tưởng đâu con gì kêu, nó có cái gì nó chớp liên, nó chớp 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 liên cái tục tiếng kêu đúng không? Đúng đúng đúng. Vậy là cái ôi gì ta cảm thấy cái gì nó không lành gì nữa, sắp có biến à. Bật cái GPS lên là nó kêu dữ lắm luôn á. Đúng, nó kêu tít 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 liên tục luôn á. Đi ra thì nó sẽ... À, nguyên một bầy thú dân em ơi. Đâu? Nè. Ủa sao? Ủa anh đi đâu vậy? Anh liên tục. Sao anh đi không em? Tại chạy lại đây, bảo nó nghe tiếng nè, đúng là bật cái GPS lên là nghe tiếng. Nhưng mà sao đau dữ vậy, từ từ nghe. Nó leo cây nữa kìa. Ây! Rồi, em rồi. Có gì chạy qua đây nè. Gì đó. Yếu, bảo yếu. Ây da. Gặp mấy con to đi cắn nặng tí, mấy con mạnh lắm. Ây, rồi. Nó xe ơi, tiếp 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 nó xe ơi. Ủa em chết luôn hả bảo? Rồi xe em chết luôn rồi. Ủa bơi em giữ e luôn hả vợ? Em đâu có giữ e đâu. Chạy qua đây em Phương ơi, chạy qua đây. Chạy qua đây, chạy qua đồ ta. Thầy giá chắc anh đi quá à. Rồi đúng xong luôn. Ôi anh té à. Luôn rồi nè xí ơi. Để em tới, em tới, em tới. Uầy, mấy này mạnh quá các bạn. Trời, tay còn cầm có con dao rồi làm ăn gì đây. Chạy lại cho anh rồi. Em đang chạy lại rồi. Đúng rồi, đúng rồi, chạy kêu mẹ đó. Khoan, nhưng mà ở đây bảo vệ cái xác của Bảo. Đâu 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 đâu, xác con Bảo là chết chỗ đó là lủng luôn á, nó có túi đồ hả? Đâu có. Có. Phải chạy lại ngay chỗ đó lụm cái xác chứ. Nó có dấu, nó có chữ thăng không? Nè, lại đây lụm lại cái xác hình như. Lại đây nè, mới lụm lại được cái xác chứ. Không chạy đi chữ thăng không có lụm nha. Đúng rồi. Anh không có thuốc rồi, đi uống đầy máu rồi. Ủa rồi cái xác đâu ra? Ủa anh thấy cái xác em không anh Phương? Đã nói rồi là ông mà giữ e là ông phải lỡ chỗ ông vừa mở mắt ra luôn á, là nó có cái dao phải không? Có cái dao, cái à dấu thăng. Ông gọt dao rồi, trước mặt ông nó có cái ba lô vàng vàng đầu game á. À thôi đi. Có đồ luôn. Ông lụm là ba lô vàng đầu game là ông có đồ lỡ. À. Rồi sao? Giờ em mắc hết túi đồ hả? Chết hai lần rồi cứ cãi thôi. Ừ cái gì vậy? Bây giờ sao? Bảo sao? Em đang làm lại túi đồ cái dấu thăng nè. Rồi bảo, rồi bảo. Đi theo em cũng được. Tự nhiên chết xong ông giữ e rồi nó sẽ vô cái gì? Cái làng. Đi xuống ông gần làng rồi. Lấy gì chưa biết cảm giác chết là gì luôn ơi. Đi thẳng luôn, đi thẳng bật con đồ lên, có cái hàng cái biểu tượng hàng ở cái ngoài, hàng ngoài bờ biển đúng không? Đây. Rồi. Đây. Giờ đã đó bo. Ra khám phá cái hàng ngoài này coi. Trời xa lắm luôn á. Không hình như là hàng này hàng đầu đó. Rồi là cứ kiểu lúc đầu là anh em mình nên tới mấy cái vị trí hang đó nó mới đúng đó. Thấy người ta lấy mấy cái đồ mới đi tới mấy cái chỗ chớp chớp. Còn ở chỗ chi là anh nghĩ là chỗ đó cứ mà spawn mấy cái con thú dân nhiều á. Thú dân. Kiểu chỗ đó sẽ có quái vật nữa. Chỗ đó sẽ có boss đồ. Đúng rồi. Nó chạy một mạch luôn. Oh no 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 no. Từ từ đã. Gặt tới cái hang các bạn. Thôi nghe tiếng nó chạy. Ra một con súng.
Mệt quá, đi mệt nữa đi. Nước cái đâu? Chết này làm biết nước. Hút cái nước. Máu anh còn có khúc rồi. Uống là hút vô anh. Tấm thuốc rồi. Thuốc không? Đây, 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 đây em cho anh thuốc nè. Đó, hút đi anh ơi. Wow, tính ra thuốc im quá, nóng phát là đầy cây. Phát đầy cây liền. Kiểu này như paracetamol nữa. Paracetamol. Hơn. Ờ, này có gì nè. Ồ, đây rộng dữ vậy ta. Rồi, gần tới em ơi. Quãng đường khá xa rồi. Đây, chạy qua đây. Đó, cái này là kiểu mà nhìn qua bên đó là nhà mình luôn đó. Phải không? Ủa, phải. Đâu, đây đâu, là khu vực này tiền khác luôn rồi anh. Phải không? Anh Phương, đúng rồi. Anh Phương lại là, anh Phương lại Sugo rồi. Đây là khu vực hoàn toàn mới luôn á. Đâu có thể nào mà mở nguyên cái bản đồ bự lên được đúng không ta? Ui, anh Phương, ngoài kia có người á. Đâu? Kia có người. Hình như là đồng đội mình hay gì á, hay là cái gì á. Nè, thấy không? Thấy. Còn dưới chân mình là cái hang đầu thì phải. Đi thử không? Đi thử ra ngoài à? Đi ra ngoài thử rồi, đi ra ngoài thử rồi. Đi ra ngoài chứ, đi ra ngoài chứ, đi ra ngoài hình như có đồ á. Rồi, cái hang đầu đây bạn. Không biết phải hang đầu không? Ủa, người bị treo cổ rồi sao? Ờ, à, như người bị chụp cổ gì vậy? Con chụp ra mấy đồng chí của chúng ta bị chụp cổ rồi. Chưa khó tự giận. Ờ, bị xiên. Thu độ rồi sao? Độ rồi, đồng đội mình hả? Không, bị xiên em ơi, bị xiên. Ghê, rồi nhìn... vãi. Nhìn tội nghiệp quá ta. Ok, anh Phương à. Anh thấy em làm công tác gì không? Không gì? Hả? Em xẻ thịt chim rồi. Trời em bay lên chứ. Chặt rơi sát chim là... Nhặt lông à, nè, anh Phương ơi, hào. Đâu? Nè, hào nè. Ờ, à, thấy. Thầy nước luôn á. Cống luôn á. À. Cống luôn á. Mọi người có cái nó tăng lên ít nhưng mà đừng cái là nó tăng hai cái luôn. Cái này là thiếu wasabi nữa. Wasabi ngon nha. Ngon, đồ tươi mà. Lâm hết. Lâm vội. Nhưng mà lên không được nhiều chứ em ơi. Đúng rồi, anh này ăn sống mà. Sống mà. Lên cơn nhí các bạn. Let's go. Đủ rồi. Sốc nhiều đó. Tối không ngủ được đâu. Đợi xíu để em ăn vài cái nữa. Còn lắm. Xiên mấy chim nữa. Xiên mấy chim lấy lá đi anh ơi. Lên lên lồng đi. Lên lồng với lá. Lên lồng. Để nó đáp xuống các bạn. Ôi ngon, mở được cái bóc được thêm lon thuốc nữa. Có cái mấy cái ví da người anh em mở thử. Anh có cái ví đó không? Mấy cái bóp da người á. Có. Nằm kế bên cái hàng anh mở đây. Anh chuột phải rồi anh bấm bánh răng. Rồi có lọ thuốc em ơi. Đó. Lọ thuốc là ngon đấy. Rồi anh em vô hang đi. Băng keo và tiền đồng các kiểu rồi đưa hết. Tiền phong giờ cầm đuốc đây. Cái ra cầm đuốc đây. Từ nào. Ui, má ơi tối vậy. Ờ hình như qua hai này có quái nha. Bắt đầu lâu nè. Có bình bình oxy á. Ờ oxy. Cần lắp cái đèn. Cần đuốc đi. Mở hộp. Phát sáng chứ nếu mà chút nữa đông quá thì cầm phát sáng dục ra anh em chiến cùng. Đi. Có pháo không hả? Pháo sáng. Ừ, giờ là một người cầm đuốc đi, rồi một người cầm pháo sáng. Ở đây cầm pháo sáng chưa? Pháo sáng sáng không? Lần nào mà quái đông quá anh dục ra. Ủa cái gì vậy? Anh test. Từ nha, em đang nhích thời nha. Ơ kìa. Nè, anh cầm thử nè. Sáng không? Không sáng mấy. Chúng ta anh dục không đúng chứ, anh đó mà. Dục luôn, thấy dục luôn. Nó bị bắt
Rồi anh dùng vô đây, anh dùng vô đây, anh dùng vô đây, dùng vô, dùng vô. Ừ. Vô đây bảo anh. Trời ơi, sáng quá trời luôn. Sáng rồi. Đánh lộn được. Ui, sao cái hang này to dữ vậy? Giống như... Ờ, vô đi, còn đi lùi sợ gì? Con bên... Dũng cá đây mà. Bên KPI 7 chấm mà nó... À, thấy cái gì sáng sáng nè. Cái đèn, cái đèn, cái đèn. Wow, đi vô đây nghe tiếng đốc rách nè. Ơi, cái này phải cần có bình lặng á. Không, cứ đi đi, cứ nó đi. Nó sát đi. Người đây nè em ơi. Trời không thấy đồ đạc gì chứ ta. Ủa, có cái máy chèo nè. Kìa kìa kìa, chỉ có thôi kìa. Ờ, có người, có người, rồi, có người em ơi. Rồi, cầm. Ôi, bự dưới à. Ủa da, bự, bự, bự lắm. Để em cầm cái cây này bát đầu nó. Ui, nó đánh hôn lắm nha. Bóng sáng đi, cộng bóng sáng đi, cộng sáng, cộng sáng ra. Mày trâu lắm. Để anh, để anh, để anh. Ây da. Tán vô cái đầu mày. Đó, 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 pháo sáng kìa, pháo sáng kìa. Súng không, súng không, súng không. Hết hồn. Súng ra đi luôn. Để em cầm đuốc cho. Em cầm đuốc cho đây. Cái lửa. Hết đạn rồi, hết đạn rồi. Gà đạn, gà đạn vô. Cầm giáp qua đi, cầm giáp còn hết á. Nè. Ui thiệt ghê, ui thiệt ghê. Nửa cái máu, nó quất một cái nửa cái máu. Sao nó giờ nó quất thôi, kiểu dạng như nó dính em á. Rồi nó chết rồi. Thôi nó xẻ thịt tới được luôn rồi. Ủa? Hình như là xẻ, hình như xẻ mấy cái này làm giáp cái gì á. Giáp chứ không phải thịt, giáp chứ không phải thịt. Giáp à? Giáp. Giáp ruột. Là cái ruột nó nằm ở đâu trong cái ba lô này mình ta. Ui tính ra chế giáp tiện ấy chứ, nãy giờ em 6 phút giáp, bây giờ còn 2 phút nè, cũng đâu mất máu đâu, cũng tiết kiệm đó. Hình như cho hơn được xíu á. Mà cái anh mới chặt nó là nằm đâu ta? Nó nằm ở bên tay phải dưới cùng. Rồi rồi thấy à. Ồ, hình như là giáp này giáp xịn với bạn, giáp đỏ luôn á. Đó, giáp đỏ. Cái giáp mồi của cái xác con boss đó. Đi đi đi. Đó anh mặc lên thử coi. Nè anh mặc rồi nè. Ôi trong này xương nhóc chân luôn nè. Đây 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 xương chế giáp luôn. Một xương kia thôi. Lâu lâu thở. Hết dây rồi, hết dây rồi cho anh mới dây. Ủa có hai đường hả? Ừ, để cháy hồi giáp đã, rồi đi đâu đi. Sao để hồi máu ra, ví dụ mà hết thuốc rồi sao hồi máu. Đây, có thuốc bú tiếp, đơn giản vậy thôi. Nhiều thuốc mà tôi nãy giờ tôi bất tử rồi, tôi đâu bú thuốc đâu. Anh chế đầy giáp lá luôn coi. Bảo đâu, bảo bút mình thuốc hả? Đúng rồi, một lọ thôi. Đó, tôi có 3 lon, bây giờ còn 2 lon. Rồi, anh được 4 khúc giáp lá với lại cái giáp boss. Em 2 khúc giáp boss. Này đi ra mà đúng không? Giờ đi vô hay gì? Nó có 2 đường đi tiếp đó nha. Từ từ từ, chắc chế đầy luôn quá, chế đầy đầy, đầy giáp đi. Cái này là đi vô nữa nè đúng không? Đúng rồi, cái đó là đi vô nữa. Ủa? Có giáp xịn hay gì cho em cái nữa không? Nó rồi, có cái rồi. Em mặc anh em tiếng được. Gì ghen ghen là đi giết giết rồi mình lấy xác lên nó xem đi em đi 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 radio tối quá đi trước tối quá không thấy hoài để nó xin nè từ để em trang bị vũ khí ra đi rồi. Trước ngán quá đây pha này là đường gì đây gọi đi, đường trong đây nè đường trong đây trước đi hai đường mà đường tối quá tối quá. Có ra đèn phía sau. Cái đèn phía sau hợp lý á. Anh phương tiện nhanh dữ rồi. Anh đi thẳng thẳng thôi, lại không thấy được thôi, đi trước đi. Chút đi bảo. Để đợi nghe. Đúng rồi, ủa, no. Vậy mà không sợ chạy kìa. Chạy như siêu nhân. Từ nghe coi chừng bỏ lỡ cái gì á. Từ từ đó. Sâu dưới ta cái hang này sâu dưới gì. Ở đây. Có người, có người.
sao quýnh em? Bảo quýnh, bảo quýnh. Kìa, thêm con quái nữa. Thôi, thêm con quái nữa, thêm con quái nữa anh em ơi. Để em quýnh lửa nha, để em quýnh lửa nó sẽ bị CC. Lụm ơi, lụm boss rồi. Nè, ai thiếu giáp xương, mấy giáp xương đi. Đây, để em. Thôi, giáp boss là chỉ lấy được lần một hết ta. Đúng rồi, một lần. Đâu. Gọi đèn ơi, không ai gọi đèn vậy. Hồi sau lấy không được. Đâu giáp xương đâu. Con này phải không? Giáp boss. Boss đó, boss giữ e vô. Không, có giữ từ để coi người. Ở đây để đưa cho cái nè. À đây này có lưu đạn nè, có lưu đạn nè mọi người. Có thuốc nữa nè. Thôi còn nửa cái máu khổ uống thuốc rồi. Có tiếng radio trước mặt nè. Có hai đường đi á, bên đây đường nó thấy gì nè. Bên này nè. À, quên nó nãy giờ vô một đống mà. Không sao, đấy là lạ. Nghe cái tiếng gì sáng này nè. Đang đo radio. Sao giống như đi xuống lại nữa rồi đã. Ủa? Hay gì á? Ui, 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 con nước nít kìa. Con nít quỷ. Sao cứ đánh tù hoài vậy? Từ từ đó. Nhặt được vô. Con nít quỷ không nào. Ờ nếu mà con nít là có con boss bự á. Em nghe tiếng nó bên trái á. Ui, cái tính ra cái hang này sâu dữ ta. Hang này to dữ vậy. Chú mặt. Từ từ để em móc súng. Móc súng ra chứ gì? Để em cầm cái đứa. Lấy pháo sáng không? Pháo sáng đi. Ở đâu này đâu phải boss đâu, anh chỉ xác người anh chọn pháo sáng rồi. Ờ sáng vô thử rồi. Trời ơi. Ảo rồi. Rồi đi, em nghe tiếng nó đâu trước mặt á. Ừ có súng gì nè. Ờ nhắc cái gì nè. Súng điện. Đâu rồi? Ôi chết mẹ, nếu này dùng một lần. Ôi nghe cái tiếng gì á? Trước mặt, bên trái. Ủa sao vô được đó nè. Ôi. Ây dạ. Súng điện này là bắn có tốn gì không vậy? Coi chừng dùng một lần đó. Sợ là dùng một lần đó. Ủa vô đi. Rồi trang luôn. Đúng. Cái súng anh hết đạn rồi. Ở đây này. Đây. Dạ. Qua cơ hoài đi. Từ từ. Hết đường rồi. Vậy là quay lại đường nãy. Đâu ngó xung quanh coi. Đi kỹ ra. Nè. Ui. Hả? Gì? Ôi sao nhìn được quá. Nhìn qua tới bên đây luôn nè. Trời nó kìa. Trời nó bự kìa. Đâu? Đâu nè. Ui em thấy nó lướt cái chổng luôn á. Gì vậy? Nó bự lắm. Đó. Nó mập mập đúng không? Đúng rồi, nó bự chà bá lửa luôn kìa. Đâu thì mình chọi cái lũ đạn thôi, dư sức dơ đó mà. Đi, như vậy là phải đi đường bên kia á. Đâu. Hồi nãy có hai đường mà. Đi. Đúng rồi. Đó, nói chỗ đi. Đây. Ui, bự đó. Ủa, em không cầm đi, gì đi, hết đi, sao đi. Thấy đường đi bảo. À, quên. Bảo cầm đi để tôi cầm đường chơi lên đó. Thì chút nữa là một người cầm đuốc, cầm pháo sáng nha, rồi em cầm lũ đạn. Để cho nó cái trái lựu đạn rồi nó chết không? Từ nha đi chậm để thấy hướng đi thôi. Tính ra nãy giờ Kevin nó mất tiêu luôn ta. Thằng Kevin nó không có vô này nữa mà. Ở bên ngoài. Đi bảo. Đó, phải hướng này không ta? Đi cứ đi tới mà. Đúng rồi, đi cứ đi đây. Hồi nãy có hai hướng. Chưa đâu, cứ đi. Đi, tiếp tục đi. Rồi, tiếp tục. Nè, bên đây nè. Đúng rồi đó. Đúng không? Phải không vậy? Ôi, vậy là bên đây là vô luôn á nha. Là vô ngay chân con boss nãy đó. Đi. Có pháo sáng nè, lụm thêm đi. Có. Ừ, hẻm cục mà. Cục mà. Ủa sao kì vậy? Ủa, chắc nó không cục đâu, thử. Đâu né à. Thôi, chắc nó đụng cục á. Okay. Sao qua bên boss kia được? Chắc là đi phải đi đường kia. Tao gọi xung quanh đây coi bảo. Có đường nào đó không? Có rồi.
tới đi đường kia mới được. Ra ngoài phải. Đúng không? Đi đi đi, tới đi, tới, tới đi. Nữa, nữa, nữa. Độ đi, tốc độ đi. Chưa đâu. Không có nhớ đường luôn rồi đó, thiệt sự. Nữa, nữa, đi nữa. Anh chỉ đi theo thôi nha. Đi nữa, đi tiếp. Đi tiếp. Nó vô đây kiểu như Jogo nữa mày. Mấy người này quên đường nhanh quá. Đi tiếp em. Well, nếu mà đúng theo tình hình này ra sẽ vừa phải. Trời ơi, nhưng mà đi đi đường nào cũng ra ngoài cổng chính rồi lo gì. Có tơ nè. Nè đây, giờ đi thẳng xuống. Có hai đường nữa phải không? Đúng rồi. Ta từ để tiếp. Ui má hết hồn. Mày mày mày. Trời con sát. Ủa sao anh cầm đuốc anh Phương? Cầm 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 hết. Lên coi. Còn 3 cây. Đó. Anh cầm pháo sẵn nha. À, mọi người có nếu mà cầm e cùng một lúc á, mọi người sẽ có được 3 cái giáp luôn á. Có khả năng là vậy. Nó đang bị lỗi game cho đó. Không, anh cầm thôi, anh đừng có đốt trước anh. Rồi anh thử đốt rồi, rồi nó mắc không? Anh đốt rồi, nó không mắc. Không, anh ném ra thì lộn. Ui. Tiếp đi, tốc độ đi. Rộng, rộng quá, giật mình. Biết đi hướng nào? Nè, đi đi chắc bên đây giúp ta, chắc bên đây ngay, coi nó có gì không? Ừ, không có gì hết. Đi tiếp. Đi được nè. Đi. Người dẫn lối, người ghén vậy. Ừ, lại chia làm hai hướng nữa rồi đó. Rồi, hướng đi qua trái coi. Không, bên trái đường cột. Trái cột, qua phải. Thôi, có một đường à. À, tại vì chỗ đây bự đó. Ẩn quá. Sao thì chắc rồi. Đó, sắp tới cái gì đó. Quay. Chở con sáng anh Phương, chở xuống dưới anh Phương. Chở xuống dưới luôn nè. Rồi, tiếp, chở thêm tí nữa. À, như là đây là một cái hồ. Có cái bè phía trước cái gì kìa. À, dạ, chết cha, em chưa đốt mà em chọi à. Rồi, có dây thừng nè. Ui, cái mặt. Cá mập. Trong hồ này có cá mập đâu phải chiến. Quý quá giờ em đốt nhiều chưa? Được rồi. Đốt chết thôi. Ô, phải chọi qua tới bên kia kìa. Đi vòng dạ. Qua được nè. À, có bình lặng. Ô, đây có đồ ăn nè. Có bình lặng đây nè. Ô, đây quá trời đồ nè. Ô, hình như anh nghe tiếng gì không? Có bình lặng, có năng lượng, có đồ thức ăn đây nữa nè. Bơi qua luôn, nó mới chiến. Ui. Đi đi. Rồi sao, đem bình lặng vô, đem lặng xuống hay gì? Phan, có máy mập mà từ từ. Ủa, mình đem chưa sao? Mình đem vô. Nó bình lặng. Đâu, có mập đâu. À đây, chưa đeo không sao. Cứ để đây đi. À sát con cá mập cái gì? Cái lặn đó hả? Lặn luôn. Không, từ ngó. Kìa cá mập, kìa. Bảo em đút lên nhìn xuống hồ đi bảo anh bắn nó bảo. Không mà hết rồi, hết rồi. Nó nè, nó bơi kìa. Rồi. Trời vậy, trời. Phóng xuống là tự động có cái bình lặng luôn em ơi. Quá hả? Rồi nó chết rồi đó. Được. Dọn đi. Rồi em bắn nó chết rồi đó. Rồi xuống. Đi xuống. Xuống là có bình lặng luôn vậy. Xuống là có bình lặng nhưng mà bơi đâu giờ. Bên đây nè. Lặn biển là nghề của anh. Đâu? Em lên Phương đi em Phương nè. Hả? Ôi giờ nó làm cái oxygen đẹp quá ha. Lặn biển là nghề của mình đấy bạn. Chuyên gia lặn ngay được cao mà. Lặn lũng tiền silica riết cũng quen. Wow, ra này mình khám phá nguyên cái hang này cũng
hơi bị dữ hơn, hang này rộng quá. Nhiều khi em nghĩ cái đây là cái hang gần cuối luôn chứ không phải hang đầu nữa. Là sao biết cái thanh oxy của ta? Nó có hiện đó, cái oxygen trước mặt đó. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Tự nhiên sáng quá vậy? Ôi! Có bờ, có bờ, có bờ. Lên bờ, lên bờ, lên bờ. Ôi, lên được bờ nè. Ủa? Sao anh bơi hoài không không thấy đường luôn rồi? Anh bơi lên bờ tới tới ngoài luôn rồi. Ủa? Quan sát là ngoài rồi. À, cái đường đó là đường cuối rồi, để mình ra. Đường cuối rồi. Vậy là cái hang quái vật đó là sao ta? Vẫn còn đường đi mà mình đi hụt quá. À, vậy là ra ngoài luôn rồi nè, Kevin đã đứng đợi sẵn nè. Kevin đứng đợi sẵn rồi. Phải trưởng. Lặn một hơi ra ngoài luôn. Lặn một hơi ra tới ngoài luôn. Hay quá trời. Vậy là cái hang này nó thông rồi. Ui, nhìn em mà giáp boss kìa, nhìn thấy gớm luôn. Ôi, làm sao để tháo mình lặn? Đi lên là nó tự động tháo mà. Ý là gỡ ra luôn nè. Đây này. Anh đẹp quên. Lâu mình làm không vậy. Quan tịch thúi tịch luôn à. Rồi giờ sao xuống lại nè. Đi vô lại cái hang đó. Đi vô lại đó không? Chiến thêm cái nữa. Vô đập boss cuối à. Đúng rồi, nhưng mà sao mình đi hoài mà nó đi ra luôn vậy ta. Nhưng mà hơi buồn ngủ nghe, hơi buồn ngủ nghe. Đây. Anh em pha từ từ, anh em mình có thiếu gì không chứ em thấy thiếu cung đấy. Thiếu tên không cần đâu, không cần đâu. Mà anh mấy cái hay cầm cái giọt được rồi, ba thằng mà. Cầm đuốc đúng mà, nho vậy. Nhưng mà con lớn tính sao? Con lớn lấy súng bắn. Súng bắn. Mà anh hết đạn rồi. Ờ, đủ đạn. Nhưng mà anh nghĩ giọt được, nó yếu mà, anh thấy nó yếu mà. Yếu gì được, được. Này hết rồi. Đi, 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 đi. Ok ok, lên vô. Vô đó hả? Vô. À, chế mạch, chế được chế bơm rồi. Có mạch ngay đây. Đâu? Nè. Đâu, que. Ủa, phan, cái hang động đâu. Trước cửa anh. Bạn đâu? Đó, ngay laptop á. Đâu? Ngay cái laptop á. Thấy. Rồi, vào lại thêm lần nữa nha bạn, quyết tâm giết giết cái con boss. Nãy đi tới đâu? Cứ đi đi, nãy giờ có con đường nhiều. Này được chui được không? Đây. Có con đường nào không? Không có. Chui vô tiếp. Ừ, tiếp nó ở ra đất đây. Sợ là chỗ lặn nãy là nó có đường ra, đường đi vô á, sợ là vậy thôi. Không thấy nè. Kiểu hai đường thôi. Hồi nãy là mình chạy đường này nè. Giờ tại hai đường, phải giờ quay lại đường này đi, đường này nó có một cái hang nhưng mà hang bị cục đó, đi kiểm tra lại. Sợ cái hang nó dẫn vô chỗ con bự đúng không? Đi sao nó đỡ hơn các bạn. Đi sao trước nó đỡ tối quá. Đi đi trước nó không được tụ sáng to gì hết, khó chịu quá. Chịu khó rồi, để anh cho mấy bạn xem cho dễ. Chứ không phải mình nhát nha các bạn. Đi phía sau ra. Từ đó nữa gặp nữa tán cái đồng mày trước cho mày dính cc chứ. Cầm giáo lên luôn, cầm giáo chọn cái cha đó. Rồi lầm này lại đây nhấn em cùng lúc. Ô, con này cũng tính là giáp boss luôn hả? Từ từ chưa mà tôi thấy luôn rồi. Khoan, giờ đây là có cái đường cục hồi nãy phải không? Vô kiểm tra ở này coi. Đây là giáp thịt đấy bạn. Có đạn nè, có đạn ngay đây nè. Đạn sực gân nè.
từ vô kiểm tra đường cục này nè, bỏ rồi. Này. Okay. Đường nó bị cục ta. Tự mình chỗ có sáng giống không biết có gì không? Quăng cái bơm vô thử coi. Từ đây. Cũng là một sáng kiến. Hai. Được, đếm chế với bơm ơi. Phát sáng rồi, có ai phát sáng dục vô thử coi. Dục vô thử test trước. Dục vô. Có nè, có nè. Dục vô khe. Khe gọi là. Được chưa? Dội lại. Dội lại em ơi. Dục em. Cái 4 nè, nấy ra, nấy ra. Từ từ, anh dục đi em không? Dục nhút đi. Dội lại mà. Thôi anh canh khe anh dục thử coi. Đó. Đó là nó. Anh mày canh khe mà em ném cái trái bơm vô không? Hình như đường cục. Pha tự hình như đường cục á. Không phải đâu. Tôi nghĩ là đường cục á. Cũng có thể là đường đi được. Mình phải phá, đúng là phải phá. Nhưng mà sợ là không phải phá bằng bơm. Chứ phá bằng gì? Anh có trái lưu đạn nè. Không, ý là không phải là sợ là phải không phải là sợ phá bằng cái lưu đạn. Né ra đi bằng... No, anh chờ đâu, chờ đi. Né ra nha. Né rồi. Rồi. Bỏ mẹ luôn. Sao lại dữ rồi, chết hết luôn hả? May quá. Chết mà. Má còn chút xíu máu rồi bố ơi. Trời ơi, mất hết lớp giáp luôn. Trời ơi trời. Trời thầy ơi trời. Xúi dục không? Bảo không à. Hay quá. Hay quá. Kêu mé lên rồi mà. Chưa kịp em hên là đứng ở ngoài chứ chắc cái bơm ở ngoài dội ra quá. Nó ăn nguyên chiếc bơm luôn quá. Thôi anh nghĩ là anh nên uống paracetamol. Nhắm chọi được chọi nha. Nhắm anh chọi được. Của chiếc bơm nó kinh khủng quá. Bay hết trơn giáp luôn không? Bay hết luôn, không còn miếng giáp luôn, giáp bót luôn. Ủa đâu rồi, đâu rồi? Đường bên đây nè, đường bên đây nè. Thì da, mấy đứa có giận thì nói chứ sao bỏ anh luôn rồi. Nè, bên đây nè, bên đây nè. Bên lưng. Ok, đây. Giọng quá. Yeah, đi mẹ luôn nguyên cái giáp luôn bạn. Thiếu ngủ hay thấy lực còn tí xíu à? Ôi, em thấy đầy mà. Nói khác nữa mà. Nghĩ nghĩa cái bức tường bên trái nha. Bức tường bên trái nó có cái gì đó đó. Đi tới rồi sao đi từ từ chạy. Đi đây bên trái, ở kia kìa. Đi rẽ ra ta. Nè, rõ ràng là nó trong đây nè. Qua từ. Không phải trong đây đâu. Dạng như đi lụm đồ, đi ra đi. Từ từ ở đó anh ơi, phí anh ơi. Đâu đi chọi lưỡi khe coi. Không lỡ gần đi, lỡ gần đi. Vô luôn luôn, đứng vô luôn. Chết cái gì. Đứng vô sao nghe được. Rồi chọi thử luôn. Chọi. Không chọi được, nó bị giỏi. Chọi ơi. Nó bị giỏi. Thế đi, từ từ để coi có đường gì không. Anh ném sỏi vô thử ra được không? Phan đi bắn cung coi không được không? Sỏi anh ném vô thoải mái luôn nè. Từ, gọi đèn ra bắn ra. Ờ, bắn được. Hay là vô, bắn... vô trong đây bị mất tín hiệu GPS. À, bắn vô được nè, bắn vô được nè. Bắn cung vô được. Ném chế bơm vô. Ờ, nhưng mà nó lắc anh ơi. Hình như con này bị ảo gì á. Không ảo đâu. Bắn nó mà không gây sát thương. Thôi ném chiếc bom luôn là chết luôn á. Tê bảo kìa, thử bảo. Thôi ném gì? Ném chết lưu đạn vô. Thôi anh ơi. Đi đây. Hàng này có thành tựu là có đồ lặn rồi. Đi thử qua bên kia lặn lại thêm cái nữa. Đây. Ừ, đi.
thở, thở dốc. Quá mệt. Hết, hết thể lực. Đâu xa dưới này. Sao mà đói khát buồn ngủ nó full combo luôn, chắc làm ly mì lon go cao quá. Mệt quá rồi sao chưa đi nữa? Ủa đang đi nè, đang đi nè, đi khí thế luôn, đi xa dưới vậy bay. À đây tới rồi nè. Rồi giờ chắc cái đường này kỹ nè, coi xung quanh. Làm ly mì con ngô cá. Đói quá. Vừa đói mà vừa khát, nước trong này uống không được ta. Đây cầm từ cái đuốc rồi, đói quá. Qua đây nè. À làm lon coca tỉnh ngủ anh. Được không? Được được được, làm lon coca tỉnh ngủ. Ok. Đói. Ờ hình như có hai đường nè, phải không? Từ từ mình đợi. Để ăn cái đó. Rồi ok. À đâu có đường. Bị nó rộng thôi. Hồi thể lực lại liền quá. À con đường à. Té. Rồi giờ cái bên nãy là bên đây em có gì không ta? Nãy là lặn từ hướng nào ra ta? Hướng bên đây nè. À, ngoài hả? Lặn xuống bên đây. À, em coi thử cái lỗ bên đây nè, bên dưới này có không? Em dưới không đây thấy lỗ. Em nhìn xuống dưới là tới thui luôn, không thấy gì. Thì xuống dưới mặt đồ là thác sát chân liền. Hồi nãy có một chỗ một đó có... Đã lặn chỗ này phải không? Ờ thì có đường đi một cái máy. Có cái này không ta? Thấy này rộng hơn nè. À pha từ từ đó là hình như chỗ này chỗ của nãy đi ra phải không? Học nha, phan nha, phan nha, để coi lại. Từ để lui lại coi lui. Đi ra viền nữa. Đúng rồi, nó có hai hướng em ơi. Ủa, không, hai hướng đúng không? Không, một hướng mà. Ờ, đâu, thử đi một hướng ra, nếu mà ra luôn đi về. Để có một hướng rồi. Hướng một hả? Đi bao viện á là nó ra. Thì cái lỗ này nè, hướng một rồi. Ờ, về thì đi về được rồi. Đi về đi. Thành tựu cái bình oxy. Mở bình oxy sắp hết luôn. Đúng rồi, quan trọng là cái bình oxy không sạc được. Đâu có mình được, có mình e tăng anh được à. được mà là sao mình đừng biết hết, nó chạy hết cái dòng kia hả? À đây thấy sâu không một chồng nhiều mà đáng lẽ nãy tự nhiên nãy mình lật có gì ngó trên coi nó có đuổi lên không, chắc không có này, cái này chắc ra ngoài à, giờ tối bà luôn à, có hù luôn. Nhìn tối cái này cũng gợn vậy. Ôi ghê dưới vậy. Rồi anh lặn ra ngoài luôn quá thôi. Là anh em mình làm cái túp liền tranh ở đây đi. Rồi anh em mình sao lên đây kết thúc cuộc hành trình của nay. Rồi, nhanh vậy. 2 tiếng rồi đó. Từ từ lấy tấm bạc ra, từ từ em lấy tấm bạc em chạy xuống. Anh ra ra gọi đèn nha má. Đèn nhỏ đố. Ở đây không được, đi ra đây. Kêu thằng Kevin nào nó làm cho cái... Follow me cho đi heo vậy. Trời. Nó làm cái liều được mà. Mình làm nhanh hơn nó. Đâu, nó làm một phát là xong rồi. Kêu nữa. Nè, khỏi đi anh ơi, có rồi. Ủa này làm sao quên bà nè. Chị cũng nó chạy đi làm rồi nè, nó chảy ra nè, rồi có rồi nè. Nhanh đẹp. Ừ. Cái này thằng này giống như cái
tiệm tàu phái gì đâu, cái gì cũng đó. Có vậy. Bây giờ đâu từ để lên. Ngủ đi anh, ngủ đi. Rồi sáng mình xem. Kêu kêu Vinh nó làm phát là xong rồi. Nó cắm cái cây xuống rồi nó chảy cái tấm bạc ra là xong rồi, rồi nó nằm trước luôn kìa. Nó nằm trước luôn kìa. Rồi, ngủ đó. Ôi, sáng liền vậy đi mày. Rồi, xeo lại đi mấy đứa ơi. Kết thúc của hành trình hôm nay đi. Hôm nay ta chi tiết mấy bạn.